Alo ca thi ma ti sa hàm ba ti ca tan cha li anh thi qua răng a ya cha tha san ti sa sát chấp ba ra chấp kha cha ti ca đề xê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na yánh cha ca văn Sua tan cha băng thăng à phi thăm ma châm măng à cầu ta danh tơ ta tu sách cha đăng đăng bạc bơ thà nay dây và đi xa dạ mạch chê hay quan sa hâm bà tỳ đâm ma bà ga quanh tăng hà gia cha thà Tôn hi pha quê na tăng bồ thơ cà ruồn nhẹ na thì qua xa già tánh ha vô tha già bà này na mì gà đa văn ta tô bánh cha quát gia đa giờ này dê à măng ba dê xì thăm ma tô ta tô ba phu tì sầm bồ thơ à nu na thăm mà đề xa nặng mã ga qua xa ni đề xây si sa ta nan a tha sik tha cần tại na sa thu ai giờ phanh tê tại xây tu thâm mà đề xa nặng sa ba di tha ba di sa gia a nu cam bấm bị ca ta quên chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc nặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời a nhâm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy trinh giữ pháp từ a đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bài nhân cơ tính rõ ràng tình ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn Nam mô Bụt Thầy dạ, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài pháp ngày hôm nay. Dạ sa thú lành thai nhục bình kính chúc đạo tràng buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến
Thượng Tọ Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục với cái phần tạp lộ yếu hiệp. Mà trong cái phần này thì chúng ta học về thập nhị chi đạo. Kỳ trước thì chúng ta đã học chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Phải quý vị, chúng ta học đến chánh tinh tấn rồi ha. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục là chúng ta học về cái phần chánh niệm. Cái phần chánh niệm Sammasati, cái phần nó hơi khó. Chắc có lẽ trong cái thời gian này chúng ta chỉ học được một cái phần chánh niệm thôi. Vậy thì trước khi đi vào cái đề tài pháp chánh niệm Sammasati thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadhemi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lokassa natthang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha panamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, ở trong cái phần tập nhị chi đạo này thì chúng ta tiếp tục chúng ta học về chánh niệm Sammasati. Nhưng mà trước khi bắt đầu để mà chúng ta đi đến mà chúng ta có được cái chánh niệm thì trước tiên là chúng ta là phải có niệm. Chúng ta phải có niệm. Niệm Sati ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là có cái sự ghi nhớ, hoặc là chúng ta có sự mà thận trọng để mà chúng ta ghi nhận. Có những cái chỗ khác thì gọi là tỉnh giác, còn có chỗ khác gọi là tỉnh giác Bacchanati. Có nghĩa là niệm phải đi chung với tỉnh giác mới được. Nhưng mà trước tiên là chúng ta phải tu tập làm sao mà chúng ta có niệm, chúng ta có cái sát tí trước kìa. Đó, gọi là niệm hay là gọi là sát tí là do mình có cái sự ghi nhớ, hoặc là do mình có cái sự mà gìn giữ, hoặc là do chúng ta có cái sự mà quan tâm theo dõi, chúng ta quan tâm theo dõi. Các ngài có cái thí dụ cái người mà có niệm thì giống như là cái neo của chiếc thuyền mà nó được thả xuống cái dòng sông. Cái neo là có nghĩa là cái neo của chiếc thuyền thấy rằng là nó sẽ chìm ở dưới dòng sông. Còn cái người mà không có niệm thì nó giống như là cái trái bầu khô, hoặc là cái trái bí khô, hoặc là cái miếng ván nó bị trôi ở trên cái dòng sông, nó trôi ở trên cái dòng nước đó. Đó, thì một người mà có niệm là chúng ta phải chìm vào, chìm vào. Vậy thì ở đây đó, cái nghĩa mà chìm vào ở dưới cái dòng nước đó, hoặc là cái dòng sông đó, là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là thí dụ như chúng ta tu tập, chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Đó, thì chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta ghi nhớ ở chúng ta phải ghi nhớ chúng ta không có bị quên
quên lãng, hoặc là chúng ta không có bị lơ lửng ở trong đó. Ví dụ như chúng ta niệm về ân Đức Phật, là chúng ta có cái sự ghi nhớ là chúng ta đang ngồi, là chúng ta niệm về ân Đức Phật đó, thì cái niệm này đó là chúng ta cần phải có cái chỗ để mà chúng ta ghi nhớ cái tâm của chúng ta ở trong đó. Chứ thường thường đó, quý vị thấy rằng đó, khi mà mình nói về chánh niệm đó, là cái chi pháp của niệm tâm sở đó, là cái chi pháp là chánh niệm, là chánh niệm, cái chi pháp là sở hữu niệm. Mà sở hữu niệm đó, là nó có ở trong 91 tâm tịnh hảo. Thì cái đường lối đó chúng ta biết rồi, là cái công thức đó là chúng ta biết rồi. Nhưng mà khi nào mà chúng ta mới gọi là chúng ta có niệm, quý vị? Có nghĩa là chúng ta không có bị quên, chúng ta không có bị quên, chúng ta không có bị nhầm lẫn những cái hành động hay là cái lời nói hoặc là cái sự tu tập nó. Còn nếu mà mình nói cái sự mà nhớ lại hoặc là cái sự ghi nhớ đó, thì có khi mình cũng bị lầm với cái gì, quý vị? Chúng ta bị lầm với cái sanh nha, chúng ta bị lầm với cái sanh nha. Cái tưởng nó cũng là ghi nhớ, hoặc là cái tưởng nó cũng là nhớ lại. Nhưng mà chúng ta nên phân biệt rằng cái niệm là coi như là chúng ta ghi nhớ, mà ghi nhớ đúng. Còn đối với cái sanh nha, cái tưởng có khi là chúng ta nhớ đúng, có khi chúng ta nhớ sai. Ví dụ như mình nhìn cái người đó, mình nhớ người này mình đã từng gặp ở đâu nè. Đó, thành ra cái đó là cái nhớ của tưởng. Cái nhớ của tưởng thì quý vị thấy rằng có khi nó đúng, quý vị, có khi nó sai. Có khi là do mình nhìn thấy cái hình dáng của người đó, rồi mình mường tượng, mình có cái sự mà cũng như là mình hờ hờ là cũng như là đã từng cái người này ở đâu rồi, thì có khi là cái sự nhớ đó của mình nó đúng, nhưng mà có khi cái sự nhớ đó của mình nó sai. Nhưng mà đối với niệm thì nó không có như vậy, đối với niệm thì nó không có như vậy. Đối với niệm nó giống như là một cái gì mà một cái người mà người ta gác cửa, một cái người ta gác cửa, người ta có cái sự nhìn nhận nó chính xác, nhìn nhận chính xác. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường những người gác cửa của triều đình của vua rồi đó, thì các ngài quý cái sở hữu niệm nó giống như cái người mà gác cửa vậy đó. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái người gác cửa nó rất là quan trọng, gác cửa cho một cái vị vua rất là quan trọng. Nó biết người đó có thể là sẽ đem lại cái sự nguy hại cho ông vua, nó sẽ không có cho vào hoàng cung, rồi nó biết cái người này là coi như là hoàng thân quốc thích, không có sao, thành ra họ sẽ cho đi vào ở trong hoàng cung đó. Đối với cái niệm này đó thì nó cũng như vậy, nó cũng giống như là một cái người mà gác cổng, mà có cái sự mà xét đón rất là kỹ. Đó, thì ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, khi mà chúng ta có niệm rồi đó thì nó chính xác, có niệm là nó chính xác. Còn khi mà chúng ta mà dùng cái tưởng đó, chúng ta dùng cái tưởng đó, thì coi như là có lúc đó, là nó đúng, có lúc đó, thì nó sai, có lúc nó đúng, có lúc nó sai. Đó, thành ra khi mà nói về chúng ta chỉ có niệm thôi là cũng rất là khó rồi, quý vị. Cái đối với quý vị thấy rằng thành ra đó, tại sao mà cái sở hữu niệm này mà nó nằm ở trong đâu, quý vị? Nó nằm ở trong sở hữu tịnh hảo, nó nằm ở trong tịnh hảo biến hành. Thành ra đó, khi đó khi mà chúng ta một cái tâm đại thiện mà sanh lên mà có niệm ở trong đó thì coi như là cái sự nhớ của chúng ta nó rất là chính xác, cái sự nhớ của chúng ta rất là chính xác. Thành ra khi mà một người mà muốn, trước nhất chúng ta muốn tu tập mà chúng ta có niệm đó, thì chúng ta phải tìm cái đề mục nào đó
ngày chúng ta tu tập ngày, ví dụ như là mình niệm về ân đức của Phật, hoặc là mình niệm về hơi thở cũng vậy nữa. Nhưng mà khi mà nó sanh lên chánh niệm á, thì nó rất là khó, do cái sự huân tập của mình lâu ngày. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập một cái đề mục đó lâu ngày, ví dụ như bây giờ quý vị tu tập về cái đề mục hơi thở đi, quý vị tu tập về mỗi cái đề mục hơi thở, thì lâu ngày mình mới phát hiện ra cái hơi thở của mình nó đi, khi mà hơi thở vào nó xúc chạm ở đâu, cái hơi thở ra nó xúc chạm ở đâu, rồi tại sao mà hôm nay cái hơi thở này của mình khi mà mình thở ra mình thấy coi như là nó nặng hơn, hoặc là hôm nay mình thở ra đó, mình thấy cái hơi thở mình nó nhẹ hơn, thì những cái điều đó, đó là do chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta có cái trí của chúng ta, cái sự bén nhạy do cái trí của chúng ta, chúng ta mới nhận thức được ra cái chỗ đó. Nhưng mà cái trước tiên á, là chúng ta phải có niệm, trước tiên á, là chúng ta phải có cái sự ghi nhớ. Chứ thường thường á, quý vị thấy rằng á, có nhiều khi á, do mình tu tập á, mà mình không có phát sanh lên được cái niệm á, thì đừng nói là mình phát sanh trí được. Tại vì trước tiên á, chúng ta muốn có cái niệm á, thì chúng ta phải trước tiên chúng ta muốn phát sanh lên cái trí tuệ á, thì chúng ta phải có niệm. Quý vị thấy rằng á, thành ra các vị trưởng lão á, các vị mới giải thích á, ở trong cái cuộc sống của mình á, có những lúc mà mình có chánh niệm, mình có những lúc mình có niệm, nhưng mà có những lúc mình không có niệm. Ngay cả một cái vị sư cũng vậy, thành ra mấy ngài mới đưa ra cái thí dụ, có những vị khi đi không có niệm, nhưng mà khi trở về có niệm. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là các ngài nói rằng là những cái vị tu sĩ khi mà tu tập á, là do cái cơ thể của mỗi vị nó có cái sự khác biệt nhau, thành ra ở trong cái thời gian đầu á, nó rất là khó khăn. Các ngài đưa ra cái thí dụ, cái trường hợp thứ nhất, khi đi mà có niệm, khi trở về không có niệm, là như thế nào quý vị? Là có nghĩa là một cái vị hành giả khi mà mình tu tập xong rồi trải qua một đêm, cơ thể ở trong người mình á, đất nước lửa gió, chất lửa nó hưng thạnh, thành ra nó thiêu đốt vật thực nó nhanh, nó thiêu đốt vật thực nó nhanh, thành ra chưa có tới cái giờ qua khỏi cái giờ mặt trời mọc mà cái vị đó đã bị cũng như là cái sự mà nó cồn cào ở trong người, có nghĩa là ở trong ruột đó quý vị, nó cồn cào và bị đói sớm, đói bụng sớm đó, thành ra cái này á, sẽ thức dậy một cách vội vàng, rồi quấn y, rồi mang bình bát, rồi đi khất thực để mà tìm cái vật thực để mà chữa cái bệnh mà nó đang bị đói, do đói mà nó cồn cào ở trong ruột đó. Thì cái lúc đó, thì cái vị đó sẽ bị thất niệm. Thất niệm ở trong cái trường hợp này có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái tâm của quý vị đó cứ đi, cứ mong sao mà mình nhận được cái phần vật thực cúng dường để mà mình trị cái bệnh này liền đó. Đó, thì quý vị thấy rằng cũng như trước kia đó, chúng tôi cũng đọc ở trong cái bộ Quý Xuất Thí Mắt Gá đó, Thanh Tịnh Đạo đó, có nói về một cái vị trưởng lão. Một cái vị trưởng lão đó, cái buổi sáng thức dậy, do cái chất lửa ở trong người cái vị đó thiêu đốt sớm, thành ra cái vị này rất là đói bụng. Cái vị này mới đi vô làng để mà khất thực, thì khi mà đi vào trong làng khất thực á, được một cái gia đình gia chủ đó đó cúng dường một cái chén cháo nóng, thành ra khi mà người ta cúng dường vô cái bát của cái vị đó rồi đó, thì cái vị đó đã đứng né qua một bên,
Thì cái vị đó mới đưa né qua một bên, một cái góc khuất đó quý vị. Thì cái vị đó mới đưa cái bát cháo á, lên để mà uống, để mà uống cái phần cháo mà người ta mới cúng dường, cái cháo nóng đó đó. Thì lúc đó cũng có một cái vị sư trẻ đứng ở gần đó. Cái vị sư trẻ đó đó nhếch cái môi mà nói cái vị trưởng lão này là cũng như là không có ý tứ đó, vì cũng như là làm cái gì mà vội vàng quá, không có cái ý tứ gì hết. Có nghĩa là còn đứng ở ngoài mà đã dùng cái vật thực cúng dường đó rồi. Thì cái vị trưởng lão đó đó mới hỏi này hiền giả, ở trong cái giáo pháp này đó, hiền giả có cái chỗ đứng nào chưa? Có cái chỗ đứng nào chưa? Thì cái vị sư trẻ này mới trả lời là tôi chưa có chứng đạt cái pháp nào hết, chưa có cái chỗ đứng nào hết. Thì cái vị trưởng lão đó mới nói rằng vậy thì hiền giả đừng có mong rằng, đừng có hy vọng mình sẽ chứng đắc, đừng có hy vọng mình sẽ chứng đắc. Thì lúc đó đó, cái vị trưởng lão đó mới tiếp tục đi khất thực. Rồi cái vị sư trẻ đó đó cũng tiếp tục mà đi, cũng tiếp tục mà đi. Nhưng mà do cái vị sư trẻ này á, là quý vị biết rằng một cái vị tu tập cũng rất là nhạy bén, tu tập cũng rất là nhạy bén. Thành ra cái vị sư trẻ này á, đi như vậy đó, nhưng mà để ở trong tâm của mình là cái lời nói của cái vị trưởng lão. Tại sao cái vị lão đó nói là này hiền giả đừng có hy vọng hiền giả chứng đắc có một cái vị thế nào ở trong cái giáo pháp này đó. Thì cái vị sư trẻ đó mới đi vừa nhớ cái lời nói của cái vị trưởng lão đó. Thành ra cái vị sư trẻ này mới có cái sự hoài nghi. Thì cái vị này mới quán xét chắc là mình nói những cái lời rất là thô kệch đến một cái vị trưởng lão có giới đức, cái lời nói thô kệch đến cái vị trưởng lão có giới đức. Thành ra đó do cái tội lỗi này, do cái tội lỗi này á, mà mình sẽ bị cái sự hối hận, cũng như là cái sự trạo hối, hối hận ở trong tâm. Thành ra sẽ không có cái cơ hội để mà cái tâm được yên lặng để mà an trú ở trong thiền đó. Thành ra lập tức cái vị sư trẻ này đi đến tìm đến cho được với cái vị trưởng lão đó để mà sám hối quý vị. Với cái vị trưởng lão đó để mà sám hối. Thì ở trong chú giải nói là do quý vị thấy rằng cái vị trưởng lão này nè là một cái bậc thánh, nhưng mà tuy rằng mới có thánh hữu học thôi, nhưng mà do cái vị sư trẻ này xúc phạm, có cái lời nói xúc phạm đến cái vị trưởng lão này. Thành ra nếu mà cái lời nói xúc phạm đó mình không có sám hối đó, thì coi như là lúc đó mình hành thiền á, là cái tâm mình nó sẽ bị trạo hối đi. Nó trạo hối, nó dẫn đến hôn trầm, nó dẫn đến, nói chung là nó sẽ bị ngăn cản ni quá ra ná. Những cái triền cái này nó sẽ ngăn cản, nó không làm cho cái vị đó định tâm được. Nó sẽ không làm cho cái vị đó định tâm được. Thành ra không định tâm được thì làm sao mà cái vị này có cái vị thế nào ở cái vị, bất cứ một cái quả vị nào ở trong cái giáo pháp này đó. Thành ra cái vị sư trẻ đó nó mà nghe cái câu nói đó là mới biết vậy, nên mới đi tìm cái vị trưởng lão để sám hối liền. Thành ra đó, ở đây quý vị biết không, khi mà chúng ta đọc hoặc là chúng ta được nghe giảng dạy mà phân tích cái chỗ này nhiều á, thì chúng ta sẽ hiểu được cái cuộc đời này, cái vận hành của pháp hữu vi. Thí dụ như cái vị đó, do cái cơ thể đất nước lửa gió, chất lửa nó tăng thịnh nhiều, thành ra cái vị này sáng sẽ đói bụng sớm. Còn cái vị kia do điều hòa được thân tâm, điều hòa được cơ thể, thành ra cái vị nó đúng cái giờ đó, cái vị đó sẽ dùng sáng, cái vị đó không có bị đói bụng sớm quá, và cũng không có bị đến cái giờ ăn mà mình vẫn còn no quá. Thành ra có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái cơ thể của quý vị này tốt. Mình nói theo cái sự giải thích ở trong đời, ở ngoài đời đó,
đó là cái cơ thể của cái vị đó tốt, là thành ra cái vị đó sẽ điều hòa được. Đó cũng như quý vị thấy rằng á, quý vị nghe pháp được, quý vị do quý vị có cái phước. Rồi cái vị kia đó, người ta ngồi người ta hành thiền được 3 tiếng, 2 tiếng, do cái vị đó người ta có cái phước, thành ra người ta tinh tấn ở trong cái thiện pháp rồi, rồi này kia được. Đó, còn cái người kia do họ thiếu phước, mà cũng như là ở trong quá khứ mình không có bổ túc những cái pháp độ, hoặc là ngay trong hiện tại mình cũng không có được cái duyên lành để mà mình suy nghĩ đến cái sự tinh tấn đồ này kia. Đó, thì cũng như quý vị thấy rằng hồi lúc trước á, chúng tôi kể về cái vị mà A Giá Mít Tá đó, là cái vị đó, quý vị thấy không, đi đến cất thực ở nhà cái bà gia chủ đó, nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau thôi, nói này con lấy là gạo nè, bơ nè, rồi sữa nè, đó mẹ để đó đó, chút nấu cho nấu đi, rồi anh con đến á, rồi con dâng cúng cái vật thực này đến cho anh con. Thì cái người con gái nói dạ con hiểu rồi, nhưng mà chút nữa mẹ ăn gì? Thì bà ta nói là bà ta đã ăn cái cháo mà còn lại, cái cháo chua mà còn lại ngày hôm qua đó, thì nhiêu đó bà cũng đủ no rồi. Rồi cái người con gái mới hỏi lại là vậy trưa nay mẹ về mẹ ăn cái gì? Thì bà ta mới nói là một chút nữa bà hái những cái rau ở ngoài, rồi còn những cái cơm mà nó dụng dụng lại đó, cái gạo nó dụng dụng lại đó, thì lấy cái đó nấu cho mẹ con, mẹ ăn được rồi, không có sao. Con lo con lấy gạo với sữa với bơ con nấu con cúng cho anh con đi. Thì cái vị tỳ khu đó nghe vậy thôi, cái vị đó nói nè, A Giá Mít Tá, người có nghe hai mẹ con đó nói chuyện không? Đó, thì cái vị này nhắc lặp đi lặp lại ở trong tâm rừng ngoài, thành ra trở về cái cốc liêu của mình. Cái vị đó mới để bình bát xuống, coi như là đắp y vai trái đàng hoàng, rồi với tư thế kiết già lưng thẳng, cái vị đó mới quán tưởng A Giá Mít Tá nhớ cái lời nói của hai mẹ con hay không, lặp đi lặp lại thêm một cái thời gian ngắn nữa. Thành ra cái vị tỳ khu này mới phát tâm, là coi như là phát tâm là nếu mà không chứng đắc được đạo quả, không có đoạn trừ được lậu hoặc á, là coi như là không có rời khỏi chỗ ngồi này. Thành ra trong vòng buổi sáng đó là cái vị này chứng đắc được đạo quả liền, đoạn trừ được lậu hoặc ngay trong cái hiện tại đó quý vị. Đó, thì cái vị đó khi mà đoạn trừ được lậu hoặc rồi đó, thì chư thiên ở xung quanh cái cốc của cái vị đó đó mới nói thỉnh đại đức, giờ này vẫn còn thời gian để đi bát được. Vẫn còn thời gian để đi bát được. Thì cái vị đó đã trở lại với cái ngôi nhà đó để mà nhận cái vật thực. Thì người con gái nhìn kỳ sư này hôm nay đối với sắc diện rất là khác lạ, rồi mới về nói cho bà mẹ nghe. Bà mẹ nói rồi, vậy là chắc có cũng như là chứng đạt được pháp rồi. Là thì thật sự ra đó, cái người mẹ đó không có biết cái gì hết, không có biết gì hết, nhưng mà do bà có cái niềm tin, bà có niềm tin với các vị tỳ khu đó, chứ thật sự ra cái vị này chứng thánh sao bà còn phàm bà biết được quý vị. Nhưng mà bà do mà có niềm tin. Cũng như giờ quý vị thấy, quý vị nhìn, quý vị thấy một cái vị đó với cái oai nghi đi đứng vậy đó, vị kia oai nghi đi đứng vậy đó, thì quý vị sẽ đón được, quý vị sẽ đón được cái vị này có cái sự mà thu thúc, hoặc là cái vị này có cái sự mẫn như có cái chánh niệm ở trong từng cái oai nghi. Chứ thật sự ra hỏi tâm mình sao mình biết được tâm người khác, nhưng mà do mình có cái niềm tin, thì trở lại cái vấn đề mà chúng tôi nói đó quý vị. Có nghĩa là khi mà mình tu tập á, mình có niệm á, là như thế nào? Có nghĩa là mình có cái sự mà nhận xét được cái sự chuyển động ở trong thân tâm của mình, mà còn cái một đoạn Phật ngôn khác á, là có nghĩa là đối với ngoại xứ và nội xứ, có nghĩa là ở bên ngoài thân của mình nhìn mình cũng có cái sự ghi nhớ, ở trong thân của mình cũng có cái sự ghi nhớ quý vị. Thí dụ như đối với những cái cảnh nào mà nó làm cho cái tâm bất thiện mình sanh lên, mình biết chứ.
À, những cái giờ mình đi đến ngay chỗ đó mà người ta đang đánh trống đánh nhạc rồi này kia, mình nhớ chứ, mình biết cái chỗ này là thế nào, là nó cũng làm cho mình phát sanh lên cái sự phóng dật, thất niệm đó. Nhưng mà bây giờ quý vị đi lại gần những vị thiền sư, những cái vị thiền sư thì quý vị thấy rằng cái lời nói cũng vậy, cái cử chỉ làm cũng vậy. Thì mình có mình ở gần những cái vị đó, không lẽ người ta có chánh niệm, người ta có chánh niệm còn mình tối ngày mình cứ sổ sàng biết, thì không được. Nên thành ra quý vị thấy rằng cái người mà muốn có chánh niệm thì phải thân cận với người có chánh niệm, cái người muốn có niệm thì phải gần gũi với cái người có niệm đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng như cái chỗ mà chúng tôi đang nói đó, thì cái cơ thể của mỗi người nó mỗi khác. Thành ra đó, do chúng ta nghe pháp được, chúng ta có nghe pháp, chúng ta có nghe nhiều, chúng ta biết được cái người này người ta thích về tụng kinh, cái người này người ta thích về cái sự công quả, thích về công quả đó. Cũng như quý vị thấy rằng có những người người ta vô chùa, mà người ta vô chùa mà hỏi rồi bây giờ hôm nay làm gì, nấu cơm hả, hay là quét dọn quét rác rồi này kia. Rồi có người thì người ta vô chùa, sư cho con mượn cái cuốn sách nào mà đọc nó dễ hiểu, cho con mượn con ngồi gốc cây con đọc, hay là ngồi quầy băng đá con đọc. Thành ra mình không thể nào mà mình chê cái người này người kia được, là do cái người ta có cái hạt giống về niềm tin, có người có cái hạt giống về cái sự tinh tấn, cái người mà có cái hạt giống về cái trí tuệ. Thành ra cứ vô tới chùa là coi như là tìm cái quyển này tìm cái quyển kia để mà đọc, để mà học, thì chúng ta không có mà chỉ trích được những cái người đó. Có những người quý vị biết không, đi vô chùa để mà cái bà mà nấu bếp á, bà nhìn cái bà đọc sách bà ghét, còn cái bà đọc sách đó thì có họ không thích cái bà nấu bếp, nhưng mà có cái trường hợp họ vẫn thích quý vị. Tại sao vậy? Tại cái người mà có cái hạt giống của trí á, thì cái sự nhìn của người ta nó sẽ thoáng hơn. Nhưng mà ở đây á, chúng tôi nói như vậy á, là mấy mốt quý vị đến chùa á, là không phải là ai là cũng đi tìm cái quyển sách đọc rồi, là không có cái người mà để mà người ta chăm sóc cái bếp như quý vị. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái người có cái hạt giống vậy đó, người nó có cái hạnh như vậy đó, thì cũng vậy, đối với cái cơ thể của chúng ta cũng vậy. Có người thì người ta điều hòa được cái tứ đại đất nước lửa gió ở trong cái cơ thể, có người thì không điều hòa được. Thành ra cái buổi sớm người ta thức dậy, người ta bị chi phối, người ta bị chi phối về cái vật thực đó, thành ra người ta đối xóm. Thành ra mình cũng không có nên mình phỉ báng hoặc là mình chỉ trích những cái người đó. Tại vì quý vị thấy rằng ở trong cái cộng đồng, cái chỗ mà cái chùa tu tập mà đông người hoặc là cái thiền viện á, thì quý vị thấy rằng lúc đó chúng ta nhìn, chúng ta thấy mỗi người có một cái sức khỏe nó khác nhau, mỗi người có một cái sức khỏe khác nhau. Thành ra cái trường hợp thứ nhất á, là khi mà mình đi á, thì không có niệm, khi mà về á, có niệm. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị trưởng lão đó, cái lúc đi á, thì không có niệm, là có nghĩa là như thế nào, là cái vị đó bị chi phối do cái bệnh của cái vị đó. Nhưng mà khi mà đã uống cái cháo nấm nó vô rồi đó, cũng như là nó lót dạ rồi đó, thì những cái điều này á, ai mà đã từng bị á, thì chúng ta sẽ biết. Đối với những vị hành giả mà tu tập, chúng ta sẽ biết. Cũng như là có những lúc quý vị biết rằng khi mà cái đêm tối đó cũng vậy, đêm tối mà chúng tôi thức khuya quá đó, có những lúc đó thì nó bị cào ruột quá, thì mình dùng cái sữa nóng gì vô được tí xíu đó, dùng nhiều quá đó thì nó no ách lên. Nhưng mà mình dùng vừa vừa thì nó có cái trạng thái là mình giống như là có cái gì để mà lót ở trong ruột như đó, thì mình cảm thấy nó đỡ hơn. Thì cái vị trưởng lão đó, sau khi uống cái cháo đó rồi, cái vị trưởng lão đó không có bị chi phối về cái sự khổ đó nữa, cái sự khó chịu đó nữa. Thành ra cái vị này có niềm, có cái như là có cái sự ghi nhớ trở lại đó.
Thì rồi đó là cái trường hợp thứ nhất, là lúc mà chúng ta cái bận đi á, chúng ta không có niệm, nhưng mà bận về á, thì chúng ta có niệm. Ở đây đó có nghĩa là cái sự ghi nhớ đó nha quý vị, là chúng ta phải hiểu là cái sự ghi nhớ. Rồi có cái trường hợp thứ hai là chúng ta đi á, thì chúng ta có cái sự ghi nhớ, nhưng mà khi mà chúng ta trở về á, chúng ta không có cái sự ghi nhớ. Thì các vị trưởng lão á, mới giải thích rằng á, là có những vị hành giả à, hoặc là có những à, vị sư đó, vào buổi sáng thức dậy, cái vị đó sau khi vệ sinh xong, cái vị đó đi kinh hành rồi đi lên ở trên à, nơi thờ xá lợi à, những cái tháp thờ xá lợi, ở trong đó chúng tôi thấy là rằng là không có ghi là chánh điện như mình ở trong thời nay, có nghĩa là đi lên chỗ bảo tháp à, rồi hành thiền à, coi như là hành thiền tu tập. Rồi sau cái thời gian mà hành thiền tu tập xong đó, cái vị đó đi xuống à, quét dọn à, cốc liêu à, quét dọn cốc liêu rồi sắp xếp à, nước rửa chân à, dẻ à, lau chân này kia vân vân. Rồi sau đó mới à, đắp y à, vai trái à, đắp y tăng giặc, đắp y à, lâm y đó quý vị. Rồi máng bình bát lên à, đi vào làng khất thực. Đó thì cái vị trưởng lão đó là diễn tả là cái vị này coi như là từ lúc thức dậy à, đều huân tập à, về cái niệm này, cái sự ghi nhớ này. Đó, nhưng mà khi mà đi vô làng khất thực rồi đó à, gặp những cái người mà người ta à, cúng dường, người ta để cái thực phẩm vào ở trong cái bình bát. Đó, khi đó, đó rồi nhìn thấy cái bàn tay à, của thiếu nữ à, hoặc là cái nước da à, nước da ở trên bàn tay à, hoặc là nhìn thấy à, những thiếu nữ đó ăn mặc à, đoan trang à, với những cái trang sức à, được trang sức nhiều ở trên người, nói chung là nhìn thấy cái sắc đẹp à, nhìn thấy cái sắc đẹp của cái người để bát à, là cái người phụ nữ đó, thành ra cái vị đó bị chi phối à, bị chi phối cái sắc đẹp đó. Thành ra khi mà ôm bình bát mà đi trở về đó, thì cái vị đó bị chi phối về thí dụ như là trang sức hoặc là mái tóc hoặc là cái dáng đi hoặc là vân vân à, nói chung là bị chi phối đối với sắc của người nữ chiếm và ngự trị trong tâm của người đàn ông đó. Đó thì trong cái trường hợp này á, là cái vị đó khi đi á, thì có niệm, nhưng mà khi về á, là không có niệm. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng ở đây cái vị á, mà khi mà chúng ta mà tu tập á, à, tu tập mà đạt đến cái chánh niệm á, là cái lúc đó là cái vị hành giả nó là sao quý vị? Không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ riêng. Đó, vì sao? Vì khi mà một người mà được nói là có chánh niệm á, là cái người đó, cái vị hành giả nó là tu tập phải biết một trong ba tướng vô thường khổ vô ngã à, phải biết được một trong ba tướng đó à, còn do chúng ta đó à, chưa có ghi nhận được à, một trong ba tướng đó, thành ra lúc đó chúng ta sẽ có nắm giữ tướng chung à, có nắm giữ tướng riêng. Đó thì quý vị thấy đi à, lần nào mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập hay là chúng ta quán xét gì đó à, chúng ta quán xét gì đó mà chúng ta thấy à, chúng ta thấy rằng à, là à, đối với các pháp nó vô thường khổ vô ngã này kia, thì chúng ta nói chung là chúng ta cũng có nó lóe lên được à, một cái tư tưởng à, nó lóe lên được một cái tư tưởng à, về mà à, những cái trạng thái đó à, còn mà một ngày nào đó mà chúng ta coi như là chúng ta mà gọi kiến rồi chúng ta nói rồi à, hôm nay mình ngay chỗ này nó ngay chỗ mặt này nó bây giờ nó nhăn rồi này kia ha, rồi mình chuẩn bị mai mốt mình đi thẩm mỹ rồi để mà xóa những cái vết nhăn à, hoặc là à, nhộm tóc rồi kia, thì là chúng ta biết rồi à, chúng ta biết là chúng ta thất niệm rồi à, chúng ta biết là chúng ta bị thất niệm rồi à, có nghĩa là mình không có nắm về, mình không có nắm được một cái tướng nào của vô thường vô ngã à, gì đó à, khổ vô ngã gì đó. Đó thì thành ra đó hồi nãy lúc đầu á, chúng tôi mới nói rằng là niệm á là
đầu tiên á, là nó sẽ là nghi nhấn. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập, mà chúng ta khi nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta quán ở trên danh pháp sắc pháp, mà chúng ta không, chúng ta thấy được là cái sự vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó, đó mà chúng ta muốn thấy được cái đó, đó là cái trước tiên á, là chúng ta không có nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng, thì lúc đó nó mới phát sanh lên được. Đó, còn đối với cái vị hành giả mà chúng tôi đang kể ra cái thí dụ thứ hai á, là khi đi á, là có niệm, khi đi là có cái sự ghi nhớ, quý vị ôm bình bát đi, trong quan nghi đi, có cái sự ghi nhớ này kia. Nhưng mà khi mà gặp cảnh á, khi mà gặp cảnh là coi như là bị chi phối, bị chi phối, thành ra cái lúc mà trở về á, thì là coi như là không có còn, không có còn cái sự ghi nhớ gì hết. Mà ghi nhớ ở trong cái trường hợp đó là nó thuộc về tà niệm. Ở đây á, thì sẵn cái điều này á, thì chúng tôi cũng nói luôn quý vị, chúng tôi cũng nói luôn, đối với cái chánh niệm á, thì khi mà chúng ta ghi nhớ, chúng ta tu tập, chúng ta có cái sự ghi nhớ về danh pháp sắc pháp, danh pháp sắc pháp này kia, hoặc là chúng ta ghi nhớ cái chỗ mà chúng ta đang tu tập tứ quay nghi, hoặc là tiểu quay nghi, hoặc là ngay cả niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng cũng vậy. Đó thì lúc đó là chúng ta có niệm, có chánh niệm. Còn trong cái trường hợp nào á, là chúng ta tà niệm quý vị, thì chúng tôi nhớ hồi lúc trước á, cái vị trưởng lão ân sư dạy chúng tôi á, đó là Hòa Thượng Nhất Chánh á. Hòa Thượng dạy chúng tôi á, khi nào mà sư không có chánh niệm mà sư thất niệm mà khi nào mà sư không có chánh niệm là sư là tà niệm. Bây giờ quý vị không có chánh niệm thì là cái lúc đó quý vị là tà niệm thôi đó. Tại vì cái lúc đó đó quý vị, ở chùa chúng tôi đó có hai cái vị đó tranh cãi với nhau về bát chánh đạo với bát tà đạo đó. Thì lúc đó thí dụ như hai cái vị đó đó mới nói thí dụ như là, hãy mà chánh kiến á, là sở hữu trí tuệ, mà tà kiến á, là sở hữu tà kiến. Rồi khi mà nói đến chánh ngữ á, là sở hữu chánh ngữ. Rồi chánh nghiệp á, là sở hữu chánh nghiệp. Chánh mạng á, chi pháp là sở hữu chánh mạng. Rồi cái vị kia hỏi vậy giờ tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, cái chi pháp nó nằm đâu? Cái chi pháp nó nằm đâu? Thì hai cái vị đó nói cứ cãi qua cãi lại, cãi vòng vòng, nhưng mà không có chỉ ra được chi pháp. Thì lúc đó hai quý vị đó mới lên, mới cũng như là thỉnh Hòa Thượng để mà Hòa Thượng chỉ dùng. Thì Hòa Thượng nói rằng khi cái chánh ngữ thì có chi pháp là sở hữu chánh ngữ, nhưng mà nói về tà ngữ là không có chi pháp. Khi nào mà mình không có chánh ngữ là lúc đó mình tà ngữ à. Đó, khi nào mà mình nói chân thật là mình không có nói dối, mà mình không nói chân thật là mình nói dối thôi. Cái chỗ đó nó không có chi pháp quý vị, nó không có chi pháp. Mình không có chỉ cái tâm bất thiện đó, hay là cái tâm tham, hay là cái tâm sân gì hết. Khi nào mà cái vị đó không có chánh ngữ thì cái vị đó sẽ rơi vào tà ngữ đó. Bây giờ thì đối với chánh niệm á, là sở hữu niệm, chánh niệm là sở chi pháp, là sở hữu niệm. Vậy thì bây giờ hỏi vị, tà niệm nó nằm đâu? Tà niệm cái chi pháp nó nằm đâu? Tà niệm nó không có. Đừng có chỉ tà kiến nha, đừng có chỉ cái sở hữu tà kiến là không có đúng, không có đúng nha quý vị. Đó, thành ra chúng ta khi nào mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta có tà niệm đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu tà niệm á, tà niệm á, là có trường hợp là mình gây ra ác nghiệp. Tà niệm có trường hợp mình không có gây ra ác nghiệp. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái biển này, mình ta nói tôi đố chị á, cái biển này là biển nào nè, ở trong hồi nãy cái phút phim hồi nãy á, mình coi đó, cái biển đó là ở đâu, thì có thể rằng mình nhìn cái biển mà biển Long Hải, mà mình nhớ biển Vũng Tàu đi, mình nghĩ đó là biển Vũng Tàu đi, thì ở trong đó, ở trong cái trường hợp đó là mình nhớ sai.
thì có thể là mình tạm gọi là cái đó là tà niệm đi. Nhưng mà cái tà niệm này không có đem đến là không có đem đến cái ác quả, là không có đem đến cái ác quả. Thí dụ như giờ quý vị vô, quý vị nghe, ngồi nghe pháp ở trong đây, quý vị nãy giờ quý vị ngồi nghe ở đây, mà ở trong tư tưởng của quý vị là tưởng là cái room này là cái tên là lớp Phật pháp, là lớp Phật pháp. Nhưng mà sau khi mình nghe cho đã rồi, cái mình nói ồ đâu có cái room này, nãy giờ mình ngồi nghe trong đây là room pháp cú mà, sao mà giảng về cái chánh niệm này này kia đó. Thì trong cái trường hợp đó, đó mình cũng rơi vào tà niệm, mình không có chánh niệm là tà niệm rồi. Vô cái chữ người ta để dần dần pháp cú kinh chuyên đề mà mình bị lộn, thì cái điều này á, nó không có dẫn đến ác ác quả, nó không có dẫn quý vị đến ác quả. Cái điều này thật sự nha quý vị biết, chúng tôi gặp rồi. Có một cái buổi sáng đó, quý vị biết á, có một cái gia đình đó chở gạo chở dầu rồi đem tịnh tài đến cúng dường. Rồi chúng tôi ra, chúng tôi nhận, sau khi nhận rồi tụng kinh chúc phúc xong, cái gia đình đó mới là bạch sư con tri ân đến chư tăng chùa Bửu Long đã thọ nhận cái phần thực phẩm này của con cúng dường để cho gia đình của chúng con có phước. Thì lúc đó chúng con nói trời ơi cô ơi, cái chùa này là chùa Hữu Đức cô ơi, cái chùa là chùa Hữu Đức chứ không phải chùa Hữu Long. Cái cô nói ủa sao kỳ vậy, sao sáng giờ đi kiếm chùa Hữu Long thấy chùa là chùa Hữu Long mới vô mà. Cái nó không chắc cô nhầm rồi, ra chùa này chùa Hữu Đức bây giờ vậy thôi sư trả làm cho cô nè. Cái cô nói thôi 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 lỡ cũng rồi con cũng xin cúng luôn, rồi con cũng xin tri ân chư tăng chùa Hữu Đức đã tạo cái cơ hội cho con cúng dường. Thì cái trường hợp đó thì nó cũng là thất niệm quý vị, nó cũng là tà niệm, nhưng mà nó không có gây đến cái ác quả đó. Còn cái trường hợp á mà nó tà niệm á, mình ghi nhớ nó sai á, mà nó đem đến cái ác quả là trong cái hợp nào quý vị? Trường hợp thí dụ như giờ đó mình thấy người ta bệnh, mình thấy người ta bệnh, người ta đang thở, người ta đang thoi thóp, là người ta thở bằng cái ống oxy hay cái gì đó, mình nghĩ sống cũng khổ như vậy, mà bác sĩ nói còn sống có mấy tiếng đồng hồ nữa. Rồi bây giờ mình chạy lại mình gặp cái ông thầy đó, ông coi ông nói giờ nếu mà má con mà chết đúng ở trong cái giờ ngọ này, cái giờ mà 8 giờ tối nè, 8 giờ từ 7 giờ đến 9 giờ tối nè, chết ở trong cái giờ đó thì nhà con làm ăn lên, anh chị em con cháu sau này là coi như là không làm mà cũng có ăn nữa, tiền bạc nó đầy nhà. Ở đó nghe vậy đó rồi chạy về rút cái ống thở, rút cái ống thở làm sao mà cho bà đi trong cái vòng mà 7 giờ đến 9 giờ đó. Đó là coi như là trong cái trường hợp đó đó là chúng ta là toàn là tà không à. Bây giờ tà kiến, tà niệm, nguyên một đống tà nữa trong đó đó. Đó, thành ra trong những cái trường hợp đó đó nó sẽ gây ác quả. Nó sẽ gây ác quả nha quý vị. Hoặc là ngay cả nhiều khi á mình nói á cái bệnh nhân này á giờ sống đau khổ quằn quại, vừa thở oxy mà vừa bị quằn quại bởi những cái chứng bệnh ở trên người đồ này kia. Nhờ thôi vậy thà chết còn sướng hơn. Thà chết còn sướng hơn rồi á, thôi mình bây giờ á thay vì giờ mình cho uống viên thuốc nào cho đi luôn đó, mình cho uống cái viên thuốc nào cho đi luôn, như là mình nhìn với cái tâm của mình á, mình nhìn người ta chết mà mình nói nó khỏe hơn là sống đó. Cái đó là cái tâm của mình thôi quý vị, cái đó cái tâm của mình suy nghĩ như vậy thôi, chứ sao mà mình biết là cái người đó người ta đang thoi thóp gì rồi dọng thêm viên thuốc vô rồi cho chết luôn. Là cái trường hợp nào mà mình á, mình nhìn mình nói chết vậy khỏe, nhưng mà không biết cái người bệnh nó chết vậy có khỏe không. Cái người bệnh nó chết vậy có khỏe không? Mà theo chúng tôi nghĩ á, là có nhiều khi á, người ta đau quằn quại nhưng mà người ta cũng đang nương tựa vô cái ống oxy. Thì ví dụ như nó đau 100 phần đi, mà giờ có chụp cái ống oxy ở trong đó nó, thì mình còn đau lại 98 phần, thì mình cũng nương được ở đó 2%. Còn đối với cái sự mình nhìn nhận riêng của mình ở bên ngoài á, mình thấy thôi đau đớn quá thôi kệ nó, rút cái ống ra luôn cho đi, nó vậy đi vậy nó ngọt
mà mình không biết là ai ngọt, cái tâm mình thấy ngọt hay là cái người chết đó, người ta thấy người ta chết ngọt đó, thành ra cái này nó rất là nguy hiểm, cái trường hợp này nó rất là nguy hiểm quý vị. Thành ra mình không khéo á, ở trong khi mà mình xử lý mấy cái đó, đó nó thật sự ra đối với chúng tôi á, thì chúng tôi thấy nguy hiểm lắm quý vị. Cũng như giờ mình thấy người ta đang gần chết ở trên cái giường bệnh hết á, mình thấy người ta rên, người ta đau quá này kia, giờ mình nói là rút ấm cho chết cho ngọt, thì đúng rồi, cái người đó đó thấy người ta chết ngọt, nhưng mà chúng tôi không biết rằng là cái người mà nằm ở trên cái giường đó đó là chết có ngọt không. Thành ra cái điều này á, là chắc có lẽ là phải hỏi mấy cái vị nào á, là có thiên nhãn thông, tha tâm thông nè, nói chung là phải lục thông á, rồi mình hỏi ngài thấy cái người đó nãy con mới rút cái ống nó ra, cái người đó chết có ngọt không. Chứ mình không biết là hoặc là cái người chết đó mà người ta tái sanh là người ta trả lời cho mình nghe đó, nãy chết ngọt thì cái đó mình có thể là mình tin nha quý vị. Chứ trong cái trường hợp đó chúng tôi nghĩ rằng là do cái duyên nghiệp của cái người đó, cái duyên nghiệp của người đó, khi nào mà cái người đó hết thở thì thôi, hoặc là cái người đó là tự động người ta làm cái gì đó cho cái người bệnh người ta làm. Chứ còn đối với mình, mình đứng ở ngoài mình cứ thấy người ta chết ngọt mà mình không biết, là chúng tôi không biết là cái người chết đó người ta chết có ngọt không đó. Thành ra trong những cái trường hợp đó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm đó. Vậy thì đối với cái tà niệm á, là như thế nào? Tà niệm chúng ta nên nhớ rằng là nó có hai cái trường hợp. Cái trường hợp đó là đưa đến cái ác quả. Cái trường hợp mà đưa đến cái ác quả, thí dụ như là chúng ta thấy rằng cái người bệnh đó là thôi đau đớn quá, rồi mình coi mình rút ống hay là mình chích trong mũi gì cho đi luôn á, thì cái đó, trường hợp đó nó đem đến ác quả. Còn cái trường hợp mà nó tà niệm mình không đem đến ác quả đó, nhiều khi mình đi lại cái chùa Bửu Đức, mình tưởng cái chùa Bửu Long, mình tưởng cái chùa Bửu Đức đó, thì cái trường hợp đó nó không có tạo nên ác quả, nó cũng thất niệm. Nó cũng thất niệm, nó cũng tà niệm, nhưng mà nó không có tạo đến cái sự ác quả. Hoặc là cái trường hợp mà tà niệm mà nó tạo ra cái ác quả đó, có nghĩa là mình cho rằng là hưởng những cái dục lạc là nó không có chướng ngại, mình hưởng những cái dục lạc là giống niết bàn, giống như niết bàn. Lúc mà mình hưởng những cái dục lạc mình cảm thấy sung sướng, như mình cho rằng là giống cái lạc của niết bàn, nó cũng giống như vậy. Thì những cái tà niệm này nè, nó sẽ đem đến cái ác quả, đem đến cái ác quả cho chúng ta. Đó, trở về cái vấn đề mà chúng tôi đang nói. Rồi cái trường hợp thứ ba đó, mà các vị trưởng lão, các vị nói rằng khi đi cũng không có niệm, mà khi về cũng không có niệm nữa. Có nghĩa là những người vào buổi sáng người ta thức dậy trễ, rồi cái chuyện gì người ta cũng bị hối hả hết. Người ta lật đật, người ta hối hả đồ này kia. Rồi người ta đi đến công sở, rồi người ta cũng bị thất niệm, rồi khi mà người ta làm việc, rồi người ta về trễ rồi này kia, rồi người ta cũng hối hả, người ta chạy về, thì lúc đó người ta cũng bị thất niệm đó. Trong cái trường hợp đó là đi cũng không có niệm mà về cũng không có niệm đó. Cũng giống như là chúng ta khi mà chúng ta đi tu tập, chúng ta bị trễ nải cái gì đó vào cái lúc đi, rồi đi đến, rồi sau cái đó làm cái công việc gì đó, xong rồi khi mà chúng ta trở về, quay trở về với cốc liêu vào chỗ ngủ của chúng ta, chúng ta cũng bị trễ giờ, chúng ta cũng bị chi phối thời gian này kia, thành ra chúng ta gấp gáp đó, thì chúng ta trở về cũng không có niệm. Thành ra trong cái trường hợp này gọi là đi cũng không có niệm mà về cũng không có niệm luôn đó. Còn cái trường hợp thứ tư là chỉ có những cái bậc thánh, những bậc thánh từ hữu học cho đến vô học đó, hoặc là những cái bậc thánh, những cái bậc trí, những cái bậc mà tu tập có mà tinh tấn nhanh nhẹn đó, thì những cái vị đó là khi đi cũng có niệm, khi về cũng có niệm. Vì đó vào buổi sáng cái vị đó thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân, xong rồi đi kinh hành, rồi hành thiền. Sau khi hành thiền rồi quét dọn liêu cốc, sau khi quét dọn liêu cốc rồi sắp đặt nước, rồi vẽ lau chân vân vân, rồi sau đó đắp y, mang bình bát với
À, với cái sự chánh niệm đi trên con đường làng, từ ở nơi mình trú ngụ rồi đi vô làng nhận vật thực, sau khi nhận vật thực rồi cái vị đó đi từ ở trong làng ra khỏi làng rồi trở chú xứ của mình, vân vân. Thì cái trường hợp đó là đi có niệm, về có niệm. Thì khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta có những cái sự mà ghi nhớ về những cái hành động mà ở trong bài kinh này gọi là đại quay nghi và tiểu quay nghi, những cái sự chuyển động của thân tâm chúng ta đều có cái sự ghi nhớ hết đó. Rồi cái vị đó sau khi mà độ ngọ xong mà đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ, sau khi xua đuổi cơn buồn ngủ xong, vị đó với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt, tu tập đề mục hơi thở vô hơi thở ra suốt buổi trưa, suốt cả đêm, suốt cả tuần lễ, suốt cả mùa nóng, suốt cả mùa mưa, suốt cả mùa lạnh, vân vân. Vị ấy mới quán thấy danh pháp sắc pháp, những sanh lên của chúng, rồi những cái nhân này khi mà nó không còn nữa thì do những cái nhân này diệt, thành ra những cái gì mà chúng ta thấy nó không còn tồn tại nữa đó. Thì cái vị đó tu tập quán về danh pháp hoặc là sắc pháp, sau khi quán như vậy thấy các pháp nó có cái đặc tính là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, thì cái đó là cái nhân mà để làm cho chánh niệm của cái vị đó phát sanh lên. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là ở trong những cái bộ chú giải nói rằng là khi mà chúng ta quán về danh pháp sắc pháp mà chúng ta nắm ở trong đó những cái đặc tính của nó là vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó mới gọi là cái vị đó phát sanh chánh niệm, chánh niệm tỉnh giác. Còn khi mà chúng ta tu tập, chúng ta niệm về hơi thở hoặc là niệm về Phật, Pháp, Tăng, giới, thí, thiên, vân vân, hoặc là chúng ta có cái sự chú tâm trong quay nghi đi, đứng, nằm, ngồi, tiểu quay nghi, vân vân, thì lúc đó chúng ta chỉ là cái vị mà hành giả đang tu tập về niệm, có nghĩa là tu tập về sự ghi nhớ chuyển động của thân và tâm. Rồi khi nào mà chúng ta tu tập về đối với cái đề mục danh pháp, sắc pháp, ngũ uẩn mà chúng ta nắm được những cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó mới gọi là chúng ta phát sanh chánh niệm. Còn khi nào mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có niệm, là lúc đó là chúng ta rơi vào tà niệm. Mà đối với tà niệm thì có trường hợp là nó cho ác quả, có nghĩa là những người mà quý vị thấy rằng đối với người ta hưởng lạc mà người ta cho cái lạc đó, hưởng về cái dục lạc mà người ta cho đó là niết bàn, thì trong cái trường hợp đó là tà niệm mà nó đem đến ác nghiệp. Còn có những cái trường hợp mà tà niệm mà nó không có đem đến ác nghiệp là cái chuyện là do mình lầm lẫn từ cái chùa này đến chùa kia, cái lớp học này đến lớp học kia, lớp học này mình tưởng lớp học kia, hoặc là dòng sông này mà mình tưởng dòng sông kia, hoặc là cái biển này mà mình thấy giống cái biển kia, vân vân. Thì những cái trường hợp đó là mình bị thất niệm, mình rơi vào tà niệm, nhưng mà tà niệm này không có cho ác quả đó. Đây là những gì mà chúng tôi xin được trình bày trong cái phần tập lỗi yếu hiệp về cái phần mà chánh niệm. Khi mà chúng ta học hết mấy cái này thì chúng tôi sẽ phân lại một lần nữa cái trường hợp nào nó thuộc về tà, nó nằm ở đâu, cái nào nó chánh, nó nằm ở đâu. Bây giờ thì đã vừa đủ với thời gian rồi nên chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước này xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị long vương, càn thác bà, ngã quỷ, atula, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh phúc mật phúc mài, chư thiên chúa diêm vương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nghiệp kiếp và hiện tại này, mong quý ngài được hưởng được cái phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con được nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mịch đến sư. Và tu sắp bằng mang a lăng rạc hẳn tu sắp bê đê và tu sắp mà bồ đà nữ phá quê nữ sa đà sa thị phong anh trùy chê. Và tu sắp bằng mang a lăng rạc hẳn tu sắp bê đê và tu sắp bằng hàm má nữ phá quê nữ sa đà sa thị phong anh trùy chê. Và tu sắp bằng mang a lăng rạc hẳn tu sắp bê đê và tu sắp bằng sang khá nữ phá quê nữ sa đà sa thị phong anh trùy chê. Tất anh phú hạnh có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.